Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với vlog của Quân. Các bạn biết không, mùa hè thì đang tới rồi và Quân Bi thì sẽ chuẩn bị cho các bạn một vlog rất là đặc biệt về kiểu trang điểm làm sao để thích hợp với những ngày nắng nóng như thế này. Chắc chắn rồi, các bạn sẽ biết đến trang điểm tông nút đúng không? Vậy thì ngày hôm nay Quân Bi sẽ chia sẻ với các bạn cách để thực hiện với kiểu trang điểm nút hồng. Các bạn thân mến, bên cạnh Quân đây là Bùi Anh. Và hôm nay thì cô ấy sẽ trở thành người mẫu để chúng ta có thể thực hiện được kiểu trang điểm này. Làm thế nào để vừa mỏng nhẹ này và gam màu thì giống như là màu nút tự nhiên nhất, mà nó vẫn đẹp, vẫn trẻ trung và các bạn có thể sẵn sàng rực rỡ hơn cả nắng hè. Thì bây giờ Quân Bi sẽ bắt tay vào làm nhá. Da mặt của Bùi Anh thì Quân đã làm sạch bằng cách là tẩy acid này, dưỡng da cho bạn ấy trước rồi. Vậy thì bây giờ thì Quân sẽ sử dụng ngay đến primer. Các bạn có thể nhìn thấy đây, đây là primer của Hourglass. Và các bạn có thể sử dụng sản phẩm này bởi vì nó vô cùng là nhẹ và nhẹ tênh ấy. Bởi vì mùa hè Quân biết chắc chắn các bạn sẽ không muốn có cảm giác là có bất kỳ một cái loại mỹ phẩm trang điểm nào trên mặt cả. Vì vậy mà chọn những cái sản phẩm làm sao mỏng nhẹ và tự nhiên thông thoáng nhất nhá. Thì Quân sẽ chọn Hourglass. Cái sản phẩm này nó là dạng khoáng và các bạn sẽ rất là dễ để có thể sử dụng nó, chỉ cần thoa đều trên mặt thôi. Đó, Quân sẽ lấy một chút xíu sản phẩm như thế này thôi và có thể thoa lên bằng tay. Wow, nó sẽ làm cho làn da trông trở nên mướt hơn, trong mọng và rất là nhẹ. Đó, thế thì các bạn có thể tán đều ra khắp mặt bằng ngón tay nhé. Massage mà một chút xíu này. Đó, da mặt của anh thì dạo này có nhiều vết hâm mụn ở trên trán quá, chắc chắn là suy nghĩ làm cách nào để kiếm được nhiều tiền hoặc là ăn nhiều mận quá. Ăn vải ạ. Ok, các bạn biết không, khi mà Quân thoa cái sản phẩm này lên trên da ấy, cực kỳ là mượt. Với anh có cảm nhận được không em? Rất là mướt luôn anh ạ. Đúng là tiền nào của đấy các bạn ạ. Quân đã mua sản phẩm này rất là đắt tiền. Cực kỳ là mướt mà nhanh chóng và rất là dễ dàng để tán chứ. Các bạn ơi, kem nền mà Quân sẽ sử dụng chính là Giorgio Armani. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, sản phẩm này chắc chắn là những ai mà yêu thích những cái sản phẩm make up high end thì chắc chắn là các bạn rất là quen thuộc với nó rồi. Cực kỳ mỏng mịn trong suốt và độ che phủ của nó tuy chỉ ở mức độ trung bình thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho hạt phấn vô hình trước ống kính máy ảnh, máy quay, cũng như là các bạn có thể thoải mái trang điểm một cái lớp mà kem nền này lên trên mặt, bởi vì là nó vô cùng là mỏng nhẹ và cảm giác mà ở trên mặt nó rất là dễ chịu. Chỉ cần một phần nhỏ như thế này kem nền thôi, một lần ấn. Và Quân sẽ sử dụng cây cọ của Tom Ford, cây cọ số 01 luôn, cây cọ tán nền của Tom Ford. Và các bạn có thể lấy đều cái kem nền ở trên cọ trước bằng cách nhít nhẹ. Các bạn nhìn thấy không ạ? Ngay trên cái miếng trộn ấy thì kem nền đã rất là mỏng. Thế thì mình chỉ cần ấn nhẹ thôi ạ. Mình làm từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài các bạn nhé. Các bạn thấy sao ạ? Vậy là rất nhanh chóng đúng không? Quân Bi đã hoàn thành xong lớp nền rồi bằng cách là tán đều kem nền lên trên mặt với cọ lưỡi mèo thôi là chúng ta đã có được một lớp nền thật đẹp rồi. Tuy nhiên là một số những cái khuyết điểm, ví dụ như là quầng thâm mắt này và một số những cái vùng mụn thâm ở đây vẫn còn. Vì vậy mà Quân sẽ sử dụng che khuyết điểm. Và ở đây thì các bạn có thể sử dụng cây cọ che khuyết điểm cùng với cả Suemura, cái cây chì che khuyết điểm hai đầu như thế này. Thì một đầu sáng và một đầu màu da thì các bạn có thể khử được sạch những cái khuyết điểm như thế này. Rất là dễ thôi. Được, cô sẽ làm thử các bạn xem nhé. Các bạn thấy sao ạ? Hoàn toàn đã biến mất tất cả các khuyết điểm rồi. Kể cả là quầng thâm mắt này hay là mụn thâm thì đều đã biến mất. Và bây giờ thì Quân sẽ bắt đầu phủ phấn nhá. Các bạn thân mến, đây là một sản phẩm phấn phủ mà Quân cực kỳ là yêu thích, bởi vì nó mỏng mịn hút dầu nhưng vô cùng là thông thoáng. Các bạn có thể sử dụng sản phẩm phấn này để có thể phủ toàn bộ gương mặt, kể cả những vùng dễ tạo nếp nhăn như là vùng dưới mắt này hay là khóe miệng này, thì nó đều hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào của hạt phấn cả. Và tên của nó cũng trùng với loại kem lót là Hourglass.
Quân thường xuyên sẽ chỉ cố định phấn vào những vùng mà nó dễ bị xô, hoặc là nó dễ trong cái quá trình mà chúng ta nói chuyện hay cử động khuôn mặt ấy, nó dễ bị xê dịch cái phần phấn thôi. Thì vì vậy mà Quân sẽ cố định trước. Đó. Mũi này. Bởi vì những cái vùng này thì nó cần hút dầu. Những vùng khác thì Quân thường sẽ để cho kem nền khô một cách tự nhiên. Thường thì các chị em rất sợ sau khi mà hoàn thành xong lớp nền đúng không ạ? Bởi vì lúc này trông giống như là tất cả mọi người chúng ta đều biết rồi. Bây giờ thì Quân sẽ sử dụng má hồng của NARS, màu rất là đặc biệt. Màu NARS này là màu Osgam. Màu Osgam này thì nó sẽ giúp cho gương mặt trở nên bừng sáng hơn, rất là tuyệt vời. Nó là màu hồng nhưng ở trong này thì nó có một số những cái sắc màu vàng nhũ, và vì vậy nó sẽ làm cho gương mặt trông tươi tắn hơn tức thì. Vì vậy mà Quân sẽ bổ sung ngay má hồng để gương mặt đỡ nhợt nhạt nhá. Lấy một chút xíu này và dậm lên phần gò má. Gương mặt tươi tắn lên tức thì rồi. Đẹp quá. Bây giờ thì Quân sẽ xử lý phần tạo khối và đặc biệt là highlight cho gương mặt của Bùi Anh. Bởi vì gương mặt của bạn ấy cực kỳ là đẹp rồi, vì thế mà Quân sẽ bỏ nhỏ thêm vào những vùng để dễ bắt sáng nhất và giúp cho gương mặt của bạn ấy có độ bóng tự nhiên. À đây thì Quân sẽ sử dụng màu Huder. Cái sản phẩm này thì như các bạn nhìn thấy đây, nó có 4 ô màu. Và để tự nhiên nhất thì Quân thường sẽ chọn cái màu màu vàng này, pha với một chút màu hồng để nó được cái màu cam nhẹ, rất là nhẹ trên da thôi. Và gương mặt thì sẽ có sức sống hơn. Và Quân sẽ sử dụng cọ đánh màu mắt của Tom Ford luôn. Các bạn có thể sử dụng như thế này đấy ạ. Đấy, chúng ta sẽ pha vào với nhau như thế này. Và bây giờ Quân sẽ bắt đầu làm nhé. Quý vị và các bạn nhớ nhé, bởi vì cái phong cách trang điểm này thì nó là màu nude, vì vậy mà nó cần độ tự nhiên. Vì vậy mà chúng ta đừng sử dụng cái sản phẩm highlight này quá mạnh tay, bởi vì như vậy thì gương mặt của chúng ta sẽ rất là bóng dầu. Và vào mùa hè thì chắc chắn là không ai muốn rằng cái gương mặt của mình như là một cái chảo dầu vậy. Bây giờ thì Quân sẽ sử dụng đến phần khối màu tối ở phần hóc má này, mạnh cằm này, và một chút xíu ở trên trán nữa. Để tăng thêm cho độ sâu ở phần hõm má cũng như là ở phần cằm, Quân muốn chia cái phần cằm này nhỏ hơn nữa. Vì vậy mà Quân sẽ cắt thêm cái phần khối lì màu nâu nhẹ này vào của nhãn hàng Golden. Và bây giờ các bạn có thể nhìn thử xem cái tác dụng. Đó, chúng ta sẽ chỉ chấm rất là nhẹ thôi ạ. Golden thì tạo nên cái vẻ đẹp rất là tự nhiên, vì ở đây là Quân không muốn sử dụng những cái sản phẩm mà nó mang hiệu quả quá mạnh, vì vậy mà gam màu của nó phải rất là tự nhiên. À, và các bạn đừng quên một chút xíu ở lọng cằm nhé. Đó, để tất cả ở đây nó cũng phải tối lại. Bây giờ thì rất nhanh chóng thôi, Quân sẽ tiến hành gảy sợi lông mày cho Bùi Anh nhé. Thấy sao ạ? Rất nhanh chóng và dễ dàng đúng không? Quân đã thực hiện xong phần gảy sợi lông mày rồi. Và bây giờ chắc chắn sẽ đến phần mà các bạn yêu thích nhất, đó chính là tán màu mắt. Quân sẽ sử dụng một chút xíu phần kem nền còn thừa để làm kem lót mắt. Các bạn biết không, thực ra là kem lót mắt nếu như trong trường hợp mà các bạn không có hoặc là các bạn không muốn sử dụng kem lót mắt thì các bạn có thể tiết kiệm bằng cách là chúng ta sử dụng kem nền. Bởi vì thực ra kem nền thì nó cũng có độ ẩm, nó cũng tạo được độ mịn và nó cũng giúp cho màu mắt lên chuẩn. Nếu mà chúng ta sử dụng một cái màu mắt tốt thì chúng ta cũng có thể đảm bảo rằng là
cái phần phấn mắt của các bạn khi tán lên nó cũng sẽ rất là dễ để mịn, đều màu và cũng rất là bám. Vì vậy mà Quân sẽ sử dụng phần kem nền thừa lúc nãy của Giorgio Armani và Quân tán lên trên mắt bằng cọ che khuyết điểm. Đó. Nút rè. Nút, đây chính là bảng nút của Hilda và các bạn ơi, hãy cùng nhìn nhá. Đây, rất là đẹp đúng không? Ở đây thì Quân sẽ sử dụng màu secret này và màu raw. Thế thì màu secret và màu raw này Quân sẽ đánh bắt đầu từ nửa mắt cho đến 1/3 mắt ở cuối. Thế còn phần màu đầu thì Quân sẽ sử dụng màu crepe. Đây, màu crepe đây. Nó là nhũ đa sắc các bạn ạ. Trông nó đơn giản như thế này thôi nhưng hiệu quả lên cực kỳ đẹp. Bây giờ Quân sẽ tán bắt đầu từ màu secret và màu raw trước nhá. Bây giờ mình sẽ tán màu này trước. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ vỗ nhẹ trên bầu mắt trước nhá. Nhược điểm của phấn Hilda Quân nghĩ lớn nhất của nó chính là nó hay bị rơi màu các bạn ạ. Nên vì vậy mà khi mà các bạn vỗ như này, các bạn ép thật chặt đã, xong rồi các bạn phủi. Các bạn nhìn thấy không, nó vẫn rơi rơi một chút xíu xuống đây. Mặc dù Quân đã phủi cọ trước đó rồi. Đó, chúng ta cứ tán đều cả bầu mắt nhá. Nếu như khoảng mắt của các bạn rộng thì các bạn có thể tán rộng hơn, bởi vì màu này khá là nhẹ. Và các bạn có thể tán nó rộng để trông mắt nó có hiệu quả to hơn và trông cái màu nó tan ra uyển chuyển hơn, chứ mình không cần phải đánh duy nhất ở trong mỗi cái phần bầu mắt này, chườm qua bầu mắt một chút xíu cũng vẫn được. Rồi, Bùi Anh ơi hãy mở mắt ra nào. Wow, một lớp màu đây đã rất là đẹp rồi đúng không ạ? Bây giờ thì Quân sẽ tiến hành tán tiếp lớp màu thứ hai nằm ở 1/3 mắt. Quân đổi sang một cây cọ mắt nhỏ hơn. Rồi, và Quân sẽ đặt nó ở phía đuôi mắt này, các bạn nhìn này, kéo xuống. Đó, kéo xuống như thế này. Chỉ như thế này thôi nhé. Sau đấy thì Quân sẽ dùng cái cọ để tán nhẹ ra phía sau, để bố mắt bay lên phía sau, nhưng mà nó hơi sách một chút xíu. Nhưng nhớ là các bạn đặt và thả màu thật là tự nhiên nhé. Quân làm lại thao tác một lần nữa, chấm màu, phủi bớt. Và sau đấy thì Quân sẽ đặt kéo chéo xuống dưới như thế này. Đó, rồi lại tán ra sau. À, Quân rất thích cái thao tác là sử dụng ngón cái. À xin lỗi các bạn, ngón trỏ. Các bạn có thể dùng chính những ngón trỏ này để các bạn tan. Đó, mình sẽ chắc chắn rằng là cái màu mắt nó sẽ mịn nhất có thể, không cần phải dùng bất kỳ một cây cọ nào. Đó, rồi mở mắt ra giúp anh. Các bạn thấy không ạ, nó có một phần đuôi vệt màu rất là nhỏ ở đây này. Đó, thì nhân mình đang sử dụng cái màu đậm này thì mình làm luôn ở phần mắt dưới. Mở mắt nhìn chẳng nhà giúp anh nhé. Các bạn cũng đặt sát cái phần màu này. Nhớ là đi thật là nhẹ nhàng từ từ thôi ạ. Hoặc là nếu không các bạn có thể vỗ nhẹ như thế này để tránh làm tổn thương cho vùng mắt ở phía dưới nhé. Đó, rất là nhẹ thôi ạ. Phải cực kỳ tiết chế, bởi vì nếu mà chúng ta đánh quá mạnh á, cái phần mắt ở phía dưới này không có cơ nâng đỡ, nó sẽ rất là dễ để lại nhấp nhăn. Rồi, rất là nhẹ nhàng. Rồi, bây giờ là Quân đã tán xong phần màu mắt rồi. Bây giờ Quân sẽ sử dụng nhũ để tạo điểm nhấn ở phần đầu mắt và phần giữa mắt nhé. Bây giờ Quân sẽ dùng màu crepe, giống như lúc đấy mà các bạn đã nhìn thấy, thì Quân chừa lại phần đầu mắt để nó trống nhiều. Thì Quân sẽ sử dụng màu crepe. Mở mắt nhìn chân nhà giúp anh nhé. Quân sẽ bắt nhũ vào phần đầu mắt ở đây. Không lan quá mất nửa mắt nhé. Bởi vì nếu mà lan quá nửa mắt là trông mắt của chúng ta trông nó sẽ rất là nhạt nhòa, nó không có được nét. Có thể các bạn dùng bằng cái cọ nhỏ, hoặc là ví dụ như Quân ấy, thì Quân sẽ thích dùng ngón út. Quân sẽ xoa nó lên trên này và Quân sẽ miết, nó sẽ lên được rất là mạnh các bạn, bạn thấy không ạ? Với những bạn nào mắt bị xa nhau thì chúng ta nên tiết chế phần nhũ ở đầu mắt nhé. Em nhắm mắt là được rồi. Đó, thì Quân sẽ thả nhẹ một chút xíu màu lên đây. Đó, các bạn sẽ thấy là màu mắt rất là óng. Ok, wow, rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ thì Quân sẽ tiến hành để gắn mi giả.
gieo vẻ mắt yêu thích từ Anastasia. Thế thì Quân đang sử dụng cọ lông mày đấy các bạn ạ. Đây là cọ kẻ lông mày. Quân sẽ sử dụng cái này để tạo nên một cái đường kẻ mắt rất là sắc sảo. Hy vọng là thành công, nhắm mắt vào nhé. Các bạn đặt nó chéo như này. Như này nhé. Đó. Sau đấy nối lại và là xong. Rồi. Eyeliner đã xong, màu mắt đã xong và tất cả mọi thứ gần như đã rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ Quân sẽ sử dụng Pass Lipstick. Các bạn thân mến, cái sản phẩm son Pass này rất là đẹp bởi vì nó được đựng trong một cái hộp nhỏ như thế này. Và khi mở ra chúng ta sẽ có một cây son. Đây, bởi vì chọn là nude mà nên là Quân sẽ chọn một màu son nude hồng nhạt và có một chút xíu màu đất để cho cái đôi môi của bạn ấy trở nên đẹp hơn, tự nhiên hơn. Và lát nữa sau khi thử cái màu son này thì Quân sẽ nhấn một chút xíu nữa màu đậm ở phía trong để cho đôi môi trông quyến rũ hơn. Quân sẽ bỏ một chút xíu son bóng nhẹ vào phần giữa môi để trông đôi môi có vẻ mọng hơn, bởi vì năm nay thì không còn là mốt son màu lì nữa mà đã chuyển sang một chút xíu có độ bóng rồi. Nhưng mà mình không nên để độ bóng quá, Quân sẽ chỉ quét nhẹ thôi. Quân sẽ sử dụng cái màu son đỏ nâu này một chút xíu vào trong lòng để cho đôi môi có độ sâu hơn. Charlotte Tilbury thì là một sản phẩm son mà chắc chắn là cũng rất là quen thuộc với người sử dụng ở Việt Nam rồi. Quân không cần phải khe nhiều nữa bởi vì chất son như thế này thì nó rất là hoàn hảo. Cuối cùng thì chúng ta đã hoàn thành xong tác phẩm rồi. Quân biết tin chắc chắn rằng là các bạn sẽ có được một tông nút vô cùng ấn tượng. Bởi vì không nhất thiết là tông nút thì lúc nào cũng cần phải nhẹ nhàng, chỉ là chúng ta chọn những màu sắc dịu để phù hợp với thời tiết mùa hè thôi. Còn đặc biệt ở đây thì Quân đã chọn điểm nhấn là chiếc eyeliner thật là kỹ lưỡng, trau chuốt, tỉ mỉ. Nó kẻ dày hơn một chút xíu, độ cong nhiều hơn, nhưng chắc chắn đôi mắt của bạn sẽ rất là tây, quyến rũ và sexy. À, thế còn đôi môi thì đã được tô thêm một chút xíu nữa son bóng cùng với một chút rất là nhẹ cái phần màu đậm ở phía trong, làm cho đôi môi trông có vẻ đẹp hơn, 3D hơn. Còn Quân Bi thì tin chắc chắn rằng các bạn đã có được những gợi ý trang điểm rất là đẹp rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo. Tạm biệt. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,